soạn một email ngoài nội dung, chúng ta còn có vấn đề hình thức. Sau đây là đặc điểm của một email củ chuối. Hai website là OnePoll và Starbest UK đã thực hiện một cái cuộc khảo sát với 1.000 nhân viên tại Anh để tìm ra những lỗi sử dụng email bị nhiều người phản đối nhất. Bạn xem trong các cái biểu hiện về hình thức sau đây, bạn vướng phải bao nhiêu nhé. Thứ nhất là kèm biểu tượng nụ hôn, tức là hai chấm gạch nối và dấu sao, đó chính là biểu tượng của nụ hôn, hoặc là hai chấm dấu is vào trong cái email. 68% số người đọc được hỏi cảm thấy là việc đưa biểu tượng cảm xúc nụ hôn vào trong email công việc thật là khó chịu. Thì như vậy, nếu bạn viết email cho người yêu, bạn viết email cho người thân vân vân, bạn có thể chèn những cái icon cảm xúc vào cho nó mềm mại đi, hoặc là bạn nhắn tin di động cũng thế. Tuy nhiên với email công việc thì chúng ta hạn chế sử dụng các cái biểu tượng cảm xúc đó. Thứ hai là email sai lỗi chính tả hoặc là lời văn cẩu thả. 65% số người được hỏi cho rằng những email chứa lỗi chính tả và lời văn không trau chuốt khiến họ mất lòng tin và đối tác. Bạn đọc một cái email mà bạn thấy viết sai chính tả, viết chính tả còn viết sai huống hồ gì trong công việc, đúng không ạ? Bởi như vậy đối tác mà còn sai chính tả thì như vậy trong công việc chắc chắn người này là không có cẩn thận, không có đáng tin. Câu văn cẩu thả như thế chắc chắn là không có đáng tin. Bởi thế cho nên chúng ta hay nghĩ như thế đấy, cho nên đó chính là lỗi chính tả, lỗi diễn đạt câu văn. Thứ ba là gọi đối tác bằng những từ quá là thân mật hoặc suồng sã, ví dụ như là em yêu, chị yêu, anh yêu, hoặc là vân vân. Có những cái cụm từ mà chúng ta chưa có thân thiết với nhau lắm mà chúng ta dùng những từ thân mật quá, nó không phù hợp với công việc. Thứ tư là dùng từ viết tắt. Một số người nghĩ rằng không nên dùng những cái cụm từ viết tắt, ví dụ như là OMG, OMG là Oh My God, tạm dịch là Lại Chúa Tôi, hay là ASAP, ASAP là gì? ASAP đó các bạn, là As Soon As Possible, nghĩa là sớm nhất có thể. Thì những cái cụm từ đó có nhiều người không hiểu cho nên là cũng không nên đưa vào trong email. Hoặc là thứ năm là dùng văn nói, ví dụ khách hàng người yêu thích kinh doanh yêu yêu y ngắn, mà đó chính là ngôn ngữ mang chất tuổi teen, hoặc muốn mở lớp mờ không đó, có nghĩa là cái từ mang chất văn nói ha, và nó không thể hiện cái sự chuyên nghiệp. Thứ sáu, đưa biểu tượng mặt cười vào trong email. Một số người được hỏi thì nghĩ rằng cái biểu tượng mặt cười cũng không thích hợp cho email với chất công việc, và nhiều khi hai dấu hai chấm và dấu ngoặc đơn bạn để cái mặt cười như vậy, nhiều khi người ta lại nghĩ rằng đó chính là cái nụ cười nhạt. Cười nhạt nghĩa là cười hơi khinh khi, cười mà không quan tâm lắm, cười bất cần lắm, tạo một cảm xúc không có thú vị hoặc là không có tích cực ở người xem. Thứ bảy là những lời chúc thông thường. 28% những người tham gia khảo sát không thích những lời chúc tụng quen thuộc, kiểu như chúc vui vẻ, chúc một ngày vui vẻ, chúc một ngày mới, và chúc vui vẻ, và chúc vui vẻ. Và những cái câu mà chúc như vậy mang tính chất rất là sáo mòn, họ không thích như vậy. Chúc gì thì phải chúc chân thành, chúc có hình dáng của cái người được chúc trong đấy, chúc liên quan đến cuộc sống của họ, chúc về tương lai, hoặc là chúc những cái điều mà người ta đang mong muốn. Chứ còn chúc vui vẻ thì giống như là không có chúc vậy. Thứ 8 là đừng bao giờ hỏi đối tác về dự định cuối tuần của họ bởi vì đôi khi người ta cảm thấy rằng đó chính là cái điều mà dự định cá nhân của họ thôi. Họ không thích bị hỏi về kế hoạch cuối tuần của họ, hoặc là không bị thích hỏi về những vấn đề mang chất riêng tư quá trong email. Thứ 9 là background màu mè rối mắt. Background thì có nhiều người chọn thí dụ màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, cái hình phong cảnh, cái hình núi, hình sông, vân vân. Thì background màu mè quá sẽ gây rối mắt cho người đọc. Thứ 10 là nội dung viết toàn bộ bằng chữ in hoa và làm cho người đọc có cảm giác là bị ngợp hoặc là bị quát vào mặt. Bạn cứ tưởng tượng một cái email mà viết chữ in hoa không, đó chính là những câu mà mắng vào mặt, quát thẳng vào trong mặt của mình và làm cho người ta cảm giác người ta bị xúc phạm. Hoặc là bạn đang viết một email bình thường thôi, chữ bình thường nha, có một câu bạn muốn nhấn mạnh, bạn viết in hoa hoàn toàn nó lên, và cái người đọc sẽ có cảm giác cái câu viết in hoa hoàn toàn nó là cái câu đang quát vào mặt, đang nói to, đang nói lớn. Bởi thế cho nên là hạn chế viết những câu in hoa hoàn toàn. Bạn muốn nhấn mạnh một cái câu nào đó thì bạn có thể in nghiêng, nhưng mà in nghiêng ít thôi, hoặc là bạn có thể là tô đậm, hoặc là bạn có thể dùng màu khác, hoặc là bạn để trong mặt kép bạn nhé. 11 là hay tô màu hay in đậm cẩu thả làm cho người đọc nhức mắt. Hay dùng màu mực nhợt nhạt, ví dụ như là màu xanh lơ, màu xanh nhạt, xanh ngọc, hoặc là màu hơi xám xám,
hoặc là màu xanh đỏ vàng loè loẹt, hoặc là sai phông chữ. Khi viết mail bạn nên dùng những phông chữ Unicode thông dụng, ví dụ như là Arial, Times New Roman hoặc là Tahoma. Không nên sử dụng những phông chữ quá lạ, bởi vì đôi khi email đối phương không đọc được. Nãy giờ là bạn đã vi phạm bao nhiêu điều rồi? Và sau đây là điều thứ 12, là forward email của một người nào đó cho một người khác với mục đích trêu chọc hoặc là đùa giỡn. Cấm kỵ là bạn không cho người khác đọc email của một người khác nữa. Nhưng tôi viết email cho bạn, bạn forward email đó cho một ai đó đọc, tôi cảm thấy vô cùng bị tổn thương, vì nó là email riêng tư của tôi gửi cho bạn cơ mà. Mà có những nội dung tôi chỉ muốn cho bạn biết thôi. Thế cho nên nếu như mà tôi biết rằng bạn là người đã forward email của tôi cho người khác, tôi sẽ giận bạn mãi mãi. Và tôi không thèm viết email cho bạn nữa, tôi sẽ rất là ghét bạn. Và tôi đã gặp rất nhiều trường hợp. Một là nhận được những email từ người khác forward tới, nhưng nội dung đó là do cái người thứ ba gửi. Bởi như vậy, người mà tôi không có thiện cảm là cái người forward email cho tôi, là cái người trung gian ở giữa ấy. Người đó không biết giữ bí mật cho bạn bè của mình, không biết tôn trọng email bạn bè của mình. Thế cho nên là họ cũng sẽ chẳng bao giờ giữ bí mật cho tôi và tôn trọng cái tình bạn với tôi. Cho nên là cái ấn tượng xấu là của cái người mà đi forward email đấy. Và thậm chí tôi đã gặp một cái người lãnh đạo của một cái hiệp hội đã in nội dung email của một thành viên trong cái ban chấp hành ra để cho tất cả mọi người trong cái hiệp hội đó đều đọc. Vì cái ông chủ tịch hiệp hội này, ông ấy cảm thấy cái nội dung email này ông ấy không thích, ông ấy thấy là nó sai, ông ấy thấy rằng nó có động cơ cá nhân gì đấy. Ông ấy in toàn bộ, in cái email đó ra phát cho mọi người đọc. Thế là mọi người binh ai? Binh cái người mà bị in email đó bạn, chứ không phải là binh cái người mà đi phát, bởi vì người đấy đã bị xúc phạm nha. Cho nên là không nên forward email cho một cái người khác nếu như nội dung của nó mang tính chất riêng tư. Hoặc còn nếu như mà forward email thì bạn phải mang tính chất hoàn toàn là công việc, và cái người mà bạn được dự định forward phải là một thành viên trong cái team làm việc đó, trong cái nhóm làm việc đó. Hoặc là nếu đọc nội dung email đó thì sẽ không gây ảnh hưởng gì, không gây ấn tượng gì đối với cái người đã viết. Hoặc nếu như có thể tốt nhất thì bạn có thể nên edit, bạn có thể gõ một số dòng giới thiệu, hoặc là bạn nên diễn đạt lại ý chính, nó sẽ tốt hơn. 13 là nội dung tán dóc, bàn luận chính trị hoặc là nói xấu người khác. Và bạn nên nhớ, khi mà nói xấu một ai đó thì cái người bị nói xấu chưa chắc đã bị nghĩ xấu, nhưng cái người phát ngôn chính là cái người bị nghĩ xấu nhiều nhất. Đấy, cho nên là các bạn không nên làm điều đó qua email. Và khi bạn nói xấu người khác bằng bàn luận chính trị thì đó chính là nội dung mang đến chất chữ viết. Mà chữ viết thì bạn không thể nào xóa được, nó nằm trong hộp mail của người khác rồi. Cho nên nó chính là bằng chứng trước tòa bạn nhé. Bởi vậy cho nên là không nói xấu hoặc không nói những nội dung nhạy cảm trong nội dung email. 14 là phát tán nội dung đồi trụy. Đôi khi bạn không nghĩ rằng nó đồi trụy, nhưng mà cái người nhận thì lại nghĩ nó đồi trụy. Chẳng hạn như gửi câu chuyện hài mà hài tầm bậy. Thí dụ như là trong nhóm của tôi thì hồi tôi đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ thì có một cái anh ấy là lớp trưởng ở tại Hà Nội. Mình có một cái thú vị, thói quen đó, như là anh hay sưu tầm câu chuyện hài, anh gửi cho tất cả thành viên trong lớp. Vì trong lớp thì mình có một cái email á, ảnh có một danh sách email hay gửi những cái nội dung của lớp học. Thì ảnh gửi một cái câu chuyện hài về vova nè các bạn, rồi chuyện hài về đốc vàng hoe, rồi chuyện hài một số thơ hài mà nó liên quan đến giới tính, liên quan đến những chuyện nhạy cảm. Thì đọc thì cũng thấy vui thiệt, đọc cũng thấy cười thật. Tuy nhiên ấn tượng của mình về đối phương là gì? Là đối phương là người rất là thích những chuyện về đen tối. Và đối phương sử dụng những câu chuyện đó phát tán qua email thì như là một dạng là phát tán cái nội dung đồi trụy ha. Và có thể không phải nội dung đồi trụy, nhưng mà những cái nhẹ nhàng hơn thì cũng không nên gửi. Ví dụ như là bạn khoe ảnh thông qua email. Tôi cũng đã từng gặp nhiều trường hợp là một cái cô sinh viên của chụp một bức ảnh rất là đẹp. Chắc có lẽ là vì đẹp quá cho nên là cô rất là tự hào về nó, và cô đính kèm cái bức hình của cô vào trong email và gửi hết cho tất cả mọi người trong lớp. Và chúng tôi có cảm giác là chúng tôi đang bị spam, và chúng tôi phải ngắm những cái bức hình mà chúng tôi không muốn. Cho nên những cái nội dung nhạy cảm đó hoặc những nội dung không cần thiết cho người đọc thì thôi chúng ta không gửi. Và thứ 15 là gửi những thông tin nhạy cảm và cơ mật có thể gây hại cho người dùng hoặc là làm chứng cứ bất lợi nào đó cho người nhận. Thí dụ như bạn gửi một cái email cho người nhận, bạn nói về chuyện tiền bạc gì đấy, nói về chuyện đi đêm, nói về chuyện ngoại tình, nói về chuyện tình cảm, nói về chuyện bí mật công ty, nói về tài liệu kinh doanh gì đó, vâng, thì những cái nội dung nào bạn không được phép gửi qua email thì bạn sẽ không được gửi. Nó chỉ nằm trong văn bản thôi,
hoặc những cái nội dung mà cái người nhận á họ sẽ có cảm giác là họ có thể bị nguy hiểm. Ví dụ như là bạn gửi một cái email mà mang tính chất là bạn muốn hối lộ người ta chẳng hạn, ví dụ vậy thôi nha. Thì như vậy cái người được nhận họ không có nhận đâu, họ không nhận hối lộ nhưng mà họ lại sợ và họ có một cái rất là phản cảm. Vì sao? Vì đây là hộp mail của họ, và bạn gửi một cái nội dung đó vào trong hộp mail của họ có nghĩa là họ có liên đới, họ có liên quan. Sau này nếu lỡ ai đó phát hiện hoặc là công an điều tra thì họ sẽ là người bị liên đới đến cái chuyện này. Nói thế cho nên là những email đó là bạn tuyệt đối không gửi họ, vì một là vi phạm pháp luật, bạn mới vi phạm pháp luật, mà hai nữa là bạn làm cho người ta cảm thấy rất là sợ hãi, hay cho nên người ta sẽ có ấn tượng rất là không tốt về bạn, bạn không phải là người biết bảo mật. Đấy, thì đó chính là 14 trường hợp, 15 trường hợp, và bạn hãy rà soát lại xem bạn có bị phạm bao nhiêu lỗi trong 15 trường hợp này.